Chủ nhật là nhậu đi anh em ơi. Hôm nay mình nhậu cá hay là nhậu khô, hay là vũ đế, hay là bia hơi, hay là Heineken, hay là Tiger. Kệ. Ngủ đen khô trang chừng Ngọc thở chết đó mày. Chết khỏi Covid. Ra đây nè, nó nhỏ nha nè. Đi đâu nữa? Ở nhà em mấy chuồng gà với dơ quá dơ rồi sao anh? Dơ mà dọn cho làm gì thùng đi. Đi kêu dọn cứ gà cho mày hả? Không phải, mình nên em dọn không có được. Đủ anh em xuống dọn tiếp anh. Cam đâu lấy rồi? Cam nhà ông á, ông ngủ rồi tôi vô kiếm ông không gặp rồi hỏi ông chụm đâu nó ngủ đây nè. Chào xíu đâu ngủ quên rồi. Bây giờ cái chuồng gà dưới quá dơ rồi đi dưới dọn tiếp em anh. Thằng nhỏ này giờ sớm giờ tôi ngủ mày cũng đi quậy quậy chuyện nhỏ này. Dơ thì kêu ông Dũng đó kêu mày mua bánh băm mày ổng dọn đi xuống kêu xuống dọn cái gà mày điên hả? Có, em có cái ý tưởng này nè để cho tem dọn mình khỏi dọn, mình chỉ đứng coi thôi. Kêu dọn hả? Ừ. Mai nhắc tới là tao chữ nha. Chuồng gà phải không? Chuồng gà. Yeah. Ừ, quê luôn, không về luôn. Quê anh cục luôn. Thôi bây giờ làm gì? Ngủ trước đi. Trời ngủ hoài em nói. Đi nè. Đi đi. Cái người thì mày điện kêu với dọn tiếp mày đi. Thì ngủ tem đi anh Tiệt. Đi. Ok không? Gà thối không, dơ không? Thì gà thấy thối rồi, cái gà không có dưỡng thối. Bây giờ kiếm ông chết luôn. Chiều cuối không chảy ai biết ông ngủ đây. Sao? Ok không? Bây giờ mày không nhớ vụ bữa bay chơi tao mặc đồ ăn thịt cấm cứng ha. Bữa nay tới số tao. Thì bữa nay mình xí xó lại đi. Xí xó một bữa đi. Ở dưới có ai không? Ở dưới đâu có ai đâu. Làm liền mới tin. Điểm cảnh luôn. Nói gì giờ? Nói đi ăn thân gia nhà đi anh. Bây giờ hầm đi. Ờ cũng được, nó ok. Ừ, bữa nay Hồng Minh nó lên nó mời mình xuống dưới ăn ăn tan gia hầm của Hồng Minh nhưng mà bây giờ không có kịp. Giờ anh em thay đồ tranh thủ đi rồi lấy máy quay tự lấy cái máy của anh quay luôn đi. Anh quay em tập hợp lên đúng không? Khỏi thiệp nha, tại vì thiệp em đi rồi. Rồi ok. Chụp chụp thái, chụp thái. Nghe nói. Mày chạy xe lên không? Có sao không? Đi dưới đi. Đi. Đi theo đâu? Xe anh ta ông nội. Lộn xe rồi. Thầy phát ở trời. Quên. Có nhà ngủ ké mà còn tính lấy xe anh ta nữa. Có lại mới được. Thầy phát lại sao anh ta ra? Quên. Thầy phát ơi trời. Lên xe đi, đợi. Ok. Lên xe. Lên xe. Đi vô cầm rồi. Ủa sao mà nói tao là cái chuồng gà? Sao nói tao chuồng gà? Chuồng gà sao dơ bẩn chuồng này? Trời cũng có gà vậy, chuồng heo. Có gà nữa kìa. Sao chuồng heo chuồng gà? Chuồng bò. Đâu, bò đâu? Chuồng bò này chuồng bò cứu á, ông ba. Ê giờ giấu cam đi mày ơi. Lấy cây á. Dạ ba đi hết đi, người chó dọn. Để giấu cam cái đợi chút. Chú bò nè. Chó dỗng mẹ nó. Ai mua đồng nát đi
sợ nghẽ lại rớt các bạn. Bán mình chuẩn bị đi ăn tăng gia nhà của thằng ăn tăng gia hầm của thằng Vinh. Nghẽ tới các bạn. Đợi đợi tư bé dân sân luôn. Đợi tư bé dân sân lại. Đợi tư bé dân sân lại cái nữa. Điện đó. Chút xíu đi, đợi xíu đi, đi ăn chật mà có người trả tiền rồi hết rồi. Đi ăn tăng gia cái hầm nhà ông Minh á. Nó mà phải con cái nhà tôi đánh chết mẹ nè. Thì cũng như ăn đám cưới rồi. Nắng chết luôn. Ai, ai, tới kìa. Rồi hái mày đâu vậy? Chạy đây tập hợp anh em mình đi ăn chật tiếp. Đi ăn ăn. Đây, đi chạy ra lại đằng cái sân nha. Bảo đẳng đi. Bữa nay đi ăn chật có người báo cho ngờ. Ai. Bữa nay đi ăn chật không biết có bị cho không mày. Biết. Tao nghi quá mà trả tiền rồi thôi, tiếng dưới có gì mất mát đâu sợ, có không? Đây nè, anh em đi. Đi không có đập luôn. À, ok. Alo. Alo, chờ anh quay lại đi. Thấy xe, anh thấy xe chỉ kẹt đậu ngoài trước cửa không? Chạy dài thì đảo lại. Rồi quay đâu? Anh chạy lại ngược lại là gặp cái xe đậu ngoài đường à. Ok ok. Có cầm quay theo không? Anh cầm nổi. Rồi không có, không có quay em hả? Quay mày quay em hả? Ừ đâu rồi gặp không? Ờ lấy họ quay đi. Để tại dọn bàn qua nãy trơn rồi. Không thằng cho nó chuyện anh không hết tiền rồi. Hết tiền rồi, hết tiền rồi. Thầy đi đón đường chưa? Ừ, mày đón đi. Đón đường chưa? Nghe nãy không? Thằng mình nghe đón rồi đó. Ờ, ok, ok. Thấy mẹ rồi. Thấy mẹ hơi cả đám nè, bữa đó chơi tao hả? Bữa đó chơi tao kêu lên mặc đồ đi ăn ăn cướp thúi ở đây cho tụi thúi mình cướp bò luôn nè. A few inches later. Ông ăn gia là dẫn ở đâu đây vậy? Đây nè, nó kêu ăn ăn tăng gia hầm gì đó. Mà ăn tăng gia chợ. Không nghe nhạc gì chơi nhỉ? À chợ. Không nghe nhạc gì chơi nhỉ? Sao không đẩy mà được mà đẩy cho tao chợ. Đó tí chứ rồi. Chắc bây giờ kịch bản. Ở đây thấy gì nè. Chờ đó đó. Nó chưa thấy đồ nữa. Trời ơi. Lộn lộn gì. Đủ ăn tăng gia rồi xuống đây mà hốt cái bò gì ông nội. Đủ ăn tăng gia rồi xuống đây mà hốt cái bò gì ông nội. Ủa bà nè nó cũng bò hả? Cũng bò chứ hốt gì. Dọn nè. Dọn vậy tăng gia mở xuống đây tăng gia dọn vậy. Dọn ra cái chỗ cũng ăn được. Chó này vậy. Đừng tin vào lời ông bướm. Đó là hố sâu, là cạm bẫy tình yêu. Ngồi ôm đem con cút bò chống rồi. Má anh phun phớt đó. Phun phớt đó. Ở đây ai mà ai mà không cút bò. Ăn ở đây chứ cũng là nội dạng không muốn ăn nữa. Nè. Đang tăng gia chứ ăn bò đó. Cút bò chống rồi vô gì. Nó đẹp như cút bò này hút bò. Chó này bữa nay nó. Gì? Cáo dế chưa bằng não cho lấy chúng đang tăng gia. Chật. Dạ nói đi, tao có đem ăn được. Không phải đâu. Ăn chạy ra chưa ra, chút xíu ra. Thôi ẩm kìa. Quê chưa đi. Vậy bẻ quá. Anh đi đó rồi. Tao đây hút cái bò thì không có lại. Tao đây hút cái bò thì không có lại. Dạ trời. Ừ ra là vậy. Kêu anh tăng gia. Là trời nó thối. Kêu trước thương anh tăng gia gì hút cái bò gì ông nội. Tăng gia vậy. Sao anh Cảnh nói đi ăn tăng gia. Ông kêu đi ăn tăng gia thay đồ đẹp chi. Hồi nãy điện gọi gàng kêu xuống đây ăn tăng gia nào. Cha cha cô nói xuống đây dọn dẹp tiếp mai ăn tăng gia. Đó là trời.
kêu ông đi về dọn đi mới ông ơi ông cứ đem ra cái thời chổng thối muốn chết luôn mình đem cái hoài anh không nói rõ vậy đi vô đi vô dọn tiếp bay giờ đi vô dọn tiếp coi thôi đem kia mà đi dọn gì trời mấy anh tưởng là con da coi mặt đồ nè tại mình nghe không rõ đó anh ơi anh em xuống dưới hầm dọn tiếp ngày mai ăn con da dưới hầm anh này nghe không rõ ràng nè cái lỗ tai mà bây giờ hầm ở dưới đang lu bu dọn đây trước đi mai dưới hầm dọn nữa ăn con da được rồi đó mà nó đẹp đi dọn đi dọn chút bò dọn cái này đi dọn đi lửa cắn quá trời cắn rồi. Lửa cắn là giống chết hả hai thằng luôn nè. Tao nói rồi. Có làm thì mày có ăn, không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu quầy. Đi làm đi ăn thì mai ăn ra. Dọn đi, dọn đi, dọn đi, đóng này qua đây đây. Dọn đi rồi mới ăn trừ. Rồi kêu mặc đồ đẹp, hồi nãy kêu mặc đồ đẹp rõ ràng đó, tao cứ kêu mặc đồ đẹp. Mặc đồ đẹp thì dọn. Tao nói vậy nè, anh cảnh là ngày mai tao ra nhớ mặc đồ đẹp nha. Tao nói gì rõ ràng. Dọn đi, dọn cái bộ cái theo đổi đi ngày mai tao ra. Mới sắp tới ban này mà điện cho tao ghi âm lại. Không ghi âm dở rồi. Đãi. Để cháu dọn tiếp đây, mình dọn mãi giờ mệt rồi, mới nghỉ ngơi cháu dẹp tiếp đây. Tại vì có làm mới có ăn, không làm có ăn ăn cơm. Anh em dọn đi, chú đem nước xuống chuốn. Em đau bụng quá, khỏi làm. Dọn đi, dọn đi, dọn đi. Thôi, không ăn đâu, nghỉ ăn rồi. Thôi, nghỉ rồi. Tân gia tân ngon gì nữa? Tân gia có nào tân gia với chuột bò. Trời ơi, đem cái thùng cất cái thấy ghê quá. Có nguyên đám nè. Cái loại này phải nói chuyện cái mà kỳ quá trời, dọn tiếp ta đi dọn mà dọn người mốt dọn bàn tay chân cái thấm lu bu hết trơn rồi dọn ra đi. Dọn đi. Dọn đi đây có cho anh dọn đi. Gắng chưa anh em gắng chưa đừng dọn đi chứ không sao. Đi. Điện nói ăn tân gia vừa xuống đem cái thùng của bò ra. Buồn lắm em ơi, anh trách ta mai bấy giờ. Ăn thịt bò để dọn ăn chân da. Ăn thịt bò 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 ăn ban đầu nói xuống dọn đi mình đâu có mặc đồ mang tân gia không ai tân gia với mày rồi bắt tay muốn chết luôn giờ vô nhà thay đồ đi lỡ rồi xong thì thay đồ hơi lâu giờ này cũng gần 4-5 giờ mà làm mình thay đồ xong xuống dọn tới tối đâu kịp ăn ăn da ngày mai đâu rồi mai có liên quan gì tới bữa nay anh lại đây dọn đi sao sạch sẽ lỡ cái tay mai tới 3 mâm lần đây 3 mâm bên dưới hầm 3 mâm mình xuống dưới hầm mình ăn trước dọn người ta ăn chung trước đi nãy đây ăn nãy đây dưới hầm ăn đây có đồ thịt mùi mà mình bạn mời cho đốc rồi mơ anh với xin vặn cho đốc mai đã đổi đồ khác ai có ai ăn tân gia mà đẩy dưới bò không đẩy cây không chắc là cây vô đầu hết chứ bây giờ mình dọn đi mới có chỗ để mình đẩy được đúng không thòm thòm vô chờ chờ có ăn có làm chút đi mà làm đi là chết tao rồi mày dọn chết tôi rồi á mà phải dọn mà có đồ ăn sớm hiểu không mày phải động não hiểu không mày hiểu mày sao không đi dẹp tiếp nữa hiểu không chỗ này mọi giờ dọn tiếp đi dọn tay chân dọn nè dọn tay chân vô coi luôn chết thằng cuối nhiên cứt vậy mà kêu dọn hoài xã hội đồng tiền anh em như nước bọt ngẫm thay cái sự đời thì thế nó đạo điên tập chứ quá thì mọi người dọn sáng giờ luôn mang giày mang giày dọn bò đúng là nó cứ mang giày nó cứ kheo rồi phải tại nãy có cái gì không có hồi nãy tao nghe rõ ràng kêu anh cảnh lên xuống hầm bên Xô tử đem cái đây làm gì? Ở trên sâu người ta, trời mày dọn luôn đi. Trời ơi, sâu mày dọn đi. Đốt lên đầu mình. Một phám bà pháp. Chơi mày sâu mày dọn đi. Dọn đổ người kìa, tao biết luôn mày chơi mày sâu. Mày hốt đi. Không đi. Ông chơi ông sâu, ta tao dọn rồi, ông sâu. Còn tao dọn, tao dọn vô mặt bây giờ, tao dọn mấy giờ nha. Thôi dọn đi, đúng không? Thôi, tao không dọn cho dọn đi. Dọn đi. Lấy tay hốt đi. Mày ăn bằng da với mày. Không ăn nữa, nhẹ ra nghỉ ăn. Không ăn luôn lử. Ngon lành gì nữa. Quá. Thôi ai ăn đàn da đúng ăn sắp tới nghỉ ăn đàn da rồi ai mời đúng không ăn vậy hốt cứ theo ông thôi mang hốt cứ bò đi. Giờ nó mang về đá banh á. Đánh gà hốt cứ chứ mày. Thôi mười đời á, mười đời hốt cứ á. Ây da là trời cứ bò. Đổ ca vậy nó chạy thẳng vô. Tôi béo xô kìa, tôi béo dọn cái đống này coi. Còn nó kìa dọn luôn coi, sạch sẽ rồi, quét dọn coi tiếp rồi, mai ăn tăng da rồi. Thôi ăn đi, nghỉ ăn rồi, không ăn uống chứ, bò luôn. Rồi, làm gì nhớ lời bữa nay cũng ăn uống nổi cho mấy ông cứu nội. Cứt không rồi nhớ bữa nay, trời trời ngày quá mà. Ai giống như cái bữa này bị trơn gì đó. Trơn chứ nữa. Còn nãy đâu nghe rõ ràng. Điện cái gì? Nó nói là anh Cảnh ơi xuống đây đi, em đưa gửi thiệt quá trơn, đừng đem tiền nha. Đúng rồi, em, nè, tao gửi thiệp rồi.
là anh gửi thiệp rồi, là hỏi mình có không, gửi cho anh Vũ chứ rồi. Mai sẽ dặn xuống ăn thôi. Cái hầm tao mở ra mười mấy chục năm rồi, tham gia lại. Mời chồng với mình ăn đi. Mày gửi xong chưa? Về mai xuống chứ đây làm gì nữa. Đây hứng bò mang xuống, mang giày mang dép tặng xuống hút cứt bò chung. Tao nói rồi, mở tao đi cho đóng, tao không đi ăn đăng gia đâu đó. Đây vậy chưa mà, chưa mà người đem bọc về ăn đi. Mày ăn đi, mày ăn đi, mày ăn đi. Chữ chờ, chữ chờ, ai làm gì chữ chơi 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 chữ tao nói mà đi chơi không ăn đăng gia chưa. Nội này đăng gia tao mời mà không ăn còn nói chuyện gì nữa. Bây giờ tao mẹ ăn kìa. Kỳ lắm vậy. A few moments later. Ăn mà nó rồi. Trời tao không có được đâu. Hên là cứ. Đây. Rồi bắt đăng gia thiệt không? Nói dốc anh cứu nội mai xuống đi. Cả này còn hết không? Hết rồi em lấy có nhiêu đó tiền đăng gia em lấy không trả được. Rồi có ăn đăng gia không? Chị dọn gì đâu có dọn gì nữa đâu phải không? Một có em dọn cho không? Không dọn cứt không, không chịu dọn, tôi dọn không đợi gì nữa. Thôi đồ đẹp sao dọn cứt được. Ê! 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 Ta lịch sự đó, đó đó xử với người chủ đàng hoàng. Dùng đồ cái thứ cái mặt khúc cứt bò. Chủ hả? Chủ đậu á. Chủ ngục. Mai đẹp phải không? Mấy giờ? Mấy giờ nữa? Giờ dọn không giờ thôi, quay mấy dọn cái tao nghe. Thôi vậy được rồi. Mấy giờ? Mấy giờ dọn cái đống rượu quay đi. Không phải mấy giờ đi nè. Mấy giờ? Mấy giờ điện đi xuống. Đợi điện nữa mấy giờ? Trời ơi, điện cái mặt đầu nửa tiếng hồ rồi. Mấy giờ chứ 4 tiếng luôn. Ừ. Mà chứ 4 tiếng hút bò hay gì? Mai xuống hút bò chặn đầu tao bỏ nè. Mà mày sao mày hút cái bò, tao sẽ mày tính cho mày nghe luôn. À mày nói khôn mày. Mày sáng gỡ thiệp nhập nãy giờ nói ra, bây giờ nó hút bò lắm rồi. Sáng gỡ thiệp nhiêu thằng nhiêu. Cái gì? Thằng đó nguyên tam chứ không phải là thằng. Làm lại đến lại đây nè. Một thằng 200 được 2 4 6 8 10 9 triệu để lên 100.000 luôn mà không nghe. Không được. Không ăn thì để cho tụi béo ăn phần của ông. À tức trời bữa nay tưởng bây giờ tao ăn trước bò phần của ai đâu, ăn cũng tính trai mới ăn. Bữa nay tưởng đi ăn chục. Chào. Mai thẳng nào. Thường mấy giờ đãi mày? 9 giờ đi, 9 giờ đi. 9 giờ sáng rồi. Giờ 2 người phun nước miếng thời đi. Nó thật dữ á. Thời luôn ngày mai. Thì chứ ngày mai là xuống là không có bò nữa. 2 giờ xuống. 2 giờ. Chợ tăng gia mà đổi giờ lên 9 giờ. Trời đất ơi, nét nét ra. Giờ là tụi nó dắt làm mấy người già trước. Mấy người già trước. Trẻ 2 giờ. Mình đợi chưa ăn nhậu xong phúc hồng tắm được không? Ok bạn, tin tưởng bạn đó. Ờ cứ gọi rồi, cái tay dính cái không anh không. Ở đâu đứng đâu. Ừ, đây, bay. Bay giỡn tay. Tao đẹp ta đấy. Cái chuồng gà chứ còn. Mà chở chuồng gà. Nãy là hứa nên không cho hút bò, mà cho hút gà. Đúng rồi, mày hứa đâu hút bò đâu, mày đếm gì. Dạ chưa? Không dữ trời. Bạn ơi. Lửa cắn tôi nè. Mình tháo bạn xuống. Mà đợi tôi chút. Tắm mới được, không tắm rồi bị động. Hả, ngu quá nữa. Thôi chở tao về ơi. Dậy chứ vậy làm gì nữa. Chờ trước đi, chờ trước đi. Các bạn đợi ngày mai nha. Ngày mai mình sẽ cho các bạn biết cái nào là mùi lợi hại. Cho anh toàn tập, cho anh đi chia, cho anh mình bắt luôn. Các bạn đợi ngày mai nha. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh của mình. Và thông báo cho một điều là thương các bạn nhiều lắm.